kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đã bàn nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, được các cơ quan truyền thông trong nước cập nhật hàng ngày, hàng giờ, rất đầy đủ và kịp thời. Thế nhưng trên không gian mạng lại có những ý kiến xuyên tạc về kỳ họp này, nào là nhằm hợp thức hóa việc thay đổi nhân sự thông qua các cuộc đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực, nào là với hơn 97% đại biểu Quốc hội là đảng viên thì đây là Quốc hội của Đảng. Vậy thực tế thì như thế nào? Đúng như một số dân mạng Việt bình phẩm, nghe giọng điệu kiểu ấy là người ta dễ dàng nhìn ra động cơ của kẻ phóng đại những thông tin méo mó. Với kẻ hận thù chế độ, thật khó có thể tìm được thông tin khách quan. Họ ngày ngày bấu víu theo sự kiện, sự vụ để thổi phồng, bóp méo, bôi nhọ nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng. Không thể không thừa nhận mức độ chuyên nghiệp mà họ tung ra trong các luận điệu kiểu này. Do vậy, việc vạch trần bản chất thủ đoạn của họ vẫn là việc làm hết sức cần thiết. Trước hết, nói về hệ thống chính trị ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Về công tác cán bộ thì Đảng trực tiếp lãnh đạo. Do vậy, khi bổ nhiệm cán bộ cấp trung ương quản lý thì Ban Chấp hành Trung ương đưa ra thảo luận, rồi bỏ phiếu giới thiệu ra Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước để thảo luận và bầu theo quy định của Hiến pháp. Do vậy, không thể có chuyện là hợp thức hóa cán bộ như họ vu khống. Vì mỗi một cơ quan có vai trò và vị trí riêng của mình trong công tác bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Cụ thể là kỳ họp thứ 5 của Quốc hội bỏ phiếu về việc rút chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đảm nhiệm vị trí này. Quốc hội cũng bỏ phiếu đồng ý cho ông Nguyễn Phú Cường rút khỏi chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và bầu ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ thay vị trí của ông Cường. Chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm quyền bí thư và chức vụ Bí thư thành phố Cần Thơ được phân cho ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Công tác cán bộ được Đảng xác định là then chốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh là mọi việc thành bại của cách mạng đều do công tác cán bộ. Chính vì vậy, công tác cán bộ có tiêu chí, tiêu chuẩn và những nguyên tắc. Sở dĩ nói như vậy để thấy rằng họ xuyên tạc công tác cán bộ do đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực là hoàn toàn sai trái. Nói như vậy không có nghĩa về công tác cán bộ chỉ toàn ưu điểm mà cũng có nơi này, nơi khác, lúc này, lúc khác có hạn chế khuyết điểm, nhưng Đảng luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Còn họ nói rằng với hơn 97% đại biểu Quốc hội là đảng viên thì đây là Quốc hội của Đảng, dễ dàng nhận thấy. Đó là cách xuyên tạc và áp đặt nhằm mục đích phê phán đảng trị như nhiều năm nay, họ vẫn ra sức tuyên truyền. Thực tế, đảng viên là những người ưu tú nhất trong quần chúng được kết nạp vào Đảng, nên đã là đại biểu Quốc hội đại diện cho quyền lợi của nhân dân, thì đại đa số đại biểu Quốc hội là đảng viên cũng là chuyện bình thường. Song khi họ công kích Quốc hội của Đảng, rõ ràng là nhằm mục đích xấu, nhằm xóa nhòa ranh giới giữa Quốc hội và Đảng. Tựu trùng lại, với cách nói chuyện xuyên tạc như trên, họ đã thể hiện ý đồ quá rõ trong việc phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng theo Điều 4 của Hiến pháp đã quy định. Song những luận điệu sai trái kiểu đó không thể làm cho nhân dân mất niềm tin với sự lãnh đạo của Đảng. Bởi vì 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân chính là những người làm nên lịch sử, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác để đưa đất nước ngày càng phát triển và phồn thịnh.